Xin chào các khán giả của kênh Bình Luận Viên Tạ Biên Cường Plus. Trong thành công của Manchester City mùa trước, Erling Haaland, Ilkay Gundogan và Kevin De Bruyne chính là ba hạt nhân chính giúp đội chủ sân Etihad giành được cú ăn ba lịch sử. Các nhân tố kể trên đều là những cầu thủ rất giỏi ở vị trí của mình, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất. Điểm chung của họ chính là thành danh tại Bundesliga, đấu trường mà người hâm mộ thường hay gọi vui là Bayernliga, với sức mạnh tuyệt đối của Bayern Munich, 11 lần vô địch liên tiếp tại hạng đấu cao nhất của nước Đức kể từ năm 2012 đã khiến sức hút của giải đấu giảm mạnh vì nó quá nhàm chán. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chất lượng cầu thủ ở Bundesliga không tốt, mà ngược lại là đằng khác. Nòng cốt của Manchester City chắc hẳn là những cầu thủ quốc tịch Anh. Những thành công của họ đã được tạo nên từ nền móng là những cầu thủ Bundesliga. Trong danh sách đăng ký đội hình 1 của Manchester City mùa trước, có đến 7 cầu thủ từng có quãng thời gian thi đấu tại Đức, bao gồm tiền đạo Erling Haaland, khoác áo Dortmund từ mùa 2020 đến 2022, thủ thành Jack Stephan, FC Freiburg từ 2015 đến 2016, đội phó Kevin De Bruyne của Werder Bremen mùa 2012 đến 2013 và Wolfsburg mùa 2014-2015, thủ thành Stefan Ortega, Arminia Bielefeld hai giai đoạn 2011-2014, 2017 đến 2022 và 1860 Munich từ 2014 đến 2017. Cầu thủ đa năng Sergio Gomez Dortmund từ 2018 đến 2021, trung vệ Manuel Akanji của Dortmund 2018 đến 2022. Đặc biệt không thể không kể đến cựu đội trưởng Ilkay Gundogan, người vừa chuyển sang khoác áo Barcelona, từng có 14 năm được ăn tập tại các lò đào tạo chứ danh của bóng đá Đức trước khi lần lượt ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với Bochum, Nürnberg và Dortmund. Sắp tới, danh sách này sẽ có thêm trung vệ Josko Gideon, người đã khoác áo RB Leipzig từ năm 2020. Nguyên nhân chính đầu tiên phải kể đến chính là xuất phát từ sở thích của huấn luyện viên Pep Guardiola. Trong 4 năm ngồi ghế huấn luyện viên trưởng của Barcelona, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có trong tay dàn hảo thủ quá tuyệt vời. Nhờ thế hệ vàng của lò đào tạo La Masia nên ông chỉ chiêu mộ đúng một cầu thủ từng có thời gian chinh chiến tại Bundesliga, đó là tiền vệ tấn công Alexander Hleb của Stuttgart năm 2000-2005. Nhưng như đã nói, dàn cầu thủ mà đội chủ sân Camp Nou sở hữu khi ấy quá hoàn hảo và ăn ý với nhau. Cựu tuyển thủ Belarus dù khoác áo Barcelona 4 năm nhưng chủ yếu chỉ toàn được đem đi cho mượn. Phải đến khi dẫn dắt Bayern Munich trong giai đoạn từ 2013 đến 2016, Pep Guardiola mới thật sự lĩnh hội được tinh hoa của bóng đá Đức là tốt như thế nào để có thể cho ra lò rất nhiều ngôi sao thuộc hàng top thế giới. Bởi vì thời còn sỏ dây ra sân thi đấu, Pep chỉ chơi bóng ở Tây Ban Nha, đến Italia và phiêu bạt sang tận Qatar, rồi kết thúc sự nghiệp tại Mexico trong màu áo của câu lạc bộ Dorados de Sinaloa. Trong mùa giải đầu tiên làm việc ở Allianz Arena, Pep đã lập tức mang cậu học trò cưng Thiago Alcantara từ Barcelona sang. Vì ở đó, Xabi, Iniesta, Busquets đã là ba nhân vật không thể thay thế dù dưới triều đại của huấn luyện viên nào. Thiago yêu Barca nhưng phải ra đi vì sự nghiệp còn rất dài đối với chàng trai trẻ, khi đó mới 22 tuổi. Và rồi cậu đã đúng, khoác lên mình màu áo đỏ của hùng xám xứ Bavaria cùng chiếc áo số 6 và được Pep Guardiola chỉ dạy tận tình. Thiago nhanh chóng trở thành một cầu thủ tầm cỡ world class trong thế hệ của mình. Đây là một phần nguyên nhân khiến cho người đàn anh Bastian Schweinsteiger phải rời Bayern vào năm 2015. Tuy nhiên, thành công của Thiago còn đến từ việc anh thi đấu bên cạnh dàn trụ cột không thể thay thế của tuyển Đức khi đó. Giai đoạn hoàng kim của những cỗ xe tăng Đức đến từ kỳ World Cup 2006 được tổ chức trên sân nhà cho đến ngày họ nâng cao danh hiệu vô địch thế giới tại Brazil năm 2014. Ngoại trừ Mesut Ozil, Benedikt Hoeveedens và Christopher Kramer, 8 cầu thủ còn lại ở đội hình xuất phát của Đức trước Argentina trong trận chung kết của World Cup năm 2014 đều có nguồn gốc đã hoặc đang thi đấu cho Bayern Munich. Thậm chí người có bàn thắng quý như vàng để giúp thầy trò Joachim Löw lên ngôi vô địch cũng là ngôi sao cập bến Bayern thời điểm với Thiago Alcantara, cậu bé vàng 2011 Mario Götze, nên nó cho thấy dù là tiền vệ được đào tạo bài bản từ nhỏ tại Brazil và Tây Ban Nha, tuy nhiên phong cách chơi bóng của Thiago rất đậm chất Đức. Đó là lý do Jurgen Klopp một mực muốn đưa cầu thủ này về Liverpool. Tiếp theo là cách làm bóng đá của người Đức thật sự đã được nâng lên một tầm cao mới kể từ sau thất bại ê chề ở World Cup 1998 và đặc biệt là Euro 2000, nơi nhà đương kim vô địch Đức phải xách vali về nước ngay từ vòng đấu bảng với vị trí bét bảng. Khi đó, chương trình Sputpool
được Liên đoàn bóng đá Đức duyệt chi với ngân sách gần 2 triệu đô la Mỹ, cùng bản kế hoạch sơ bộ là xây dựng mạng lưới 121 trung tâm huấn luyện cấp vùng. Những trung tâm này mang đến 2 giờ dạy bóng đá mỗi tuần cho khoảng 4.000 trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến 17, còn lứa U12 có đến 10.000 em. Để vận hành bộ máy này, ước tính DFB phải chi ra con số lên đến gần 3 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Dietrich Weiss, nhân vật chính trong cuộc cách mạng, đã dành thời gian cả năm đi khắp nước Đức nhằm xây dựng mạng lưới và hệ thống huấn luyện. Ông chốt lại điều quan trọng: ý tưởng của tôi là mọi đứa trẻ đều có thể có cơ hội tìm đến những trung tâm huấn luyện trong vòng bán kính 25 km tính từ nhà mình. Đến năm 2003, quy mô của dự án đã được mở rộng khi mạng lưới đào tạo mà DFB gây dựng đã lên đến 366 trung tâm với khoảng 600.000 đứa trẻ được tiếp cận bóng đá dưới sự dìu dắt của 1.300 huấn luyện viên mỗi năm. Không chỉ có thế, tháng 10 năm 2000, DFL, cơ quan quản lý hai hạng đấu bóng đá cao nhất nước Đức, được thành lập. Một trong những mục tiêu đầu tiên của DFL là bắt buộc các câu lạc bộ của hai giải đấu Bundesliga 1 và Bundesliga 2 phải đáp ứng các tiêu chí xây dựng học viện bóng đá trẻ có đủ cơ số bắt buộc những cầu thủ người Đức trong đội hình, những huấn luyện viên người Đức và thậm chí là huấn luyện viên thể lực trong đội hình. Câu lạc bộ nào không đáp ứng được những điều kiện này sẽ không được tham dự Bundesliga. Năm 2004, DFB chuẩn bị cho kỳ World Cup 2006 trên sân nhà bằng cách bổ nhiệm huấn luyện viên Jurgen Klinsmann vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Khi ấy Klinsmann chưa đến 40 tuổi. Hai năm sau, DFB tiếp tục chọn Matthias Rammer, mới 38 tuổi, cho ghế giám đốc thể thao. Nhờ thế, Đức đã có chu kỳ thành công rất lâu. World Cup 2006 và 2010, những cỗ xe tăng giành được hạng 3 chung cuộc trước khi bước lên ngai vàng năm 2014. Còn ở mặt trận Euro, Đức cũng một lần đoạt ngôi Á quân và một lần cán đích ở top 3. Điều quan trọng và cốt yếu nhất, ba cầu thủ trên của Manchester City đều có khoảng thời gian được tung hoành trong màu áo của Borussia Dortmund, công xưởng chế tác những ngôi sao hàng đầu thế giới. Một công trình xây dựng muốn càng kiên cố, càng xây dựng được nhiều tầng thì nền móng càng phải vững chắc, nên việc được dạy bài bản và hành vi ý thức từ nhỏ rất quan trọng. Rất nhiều cầu thủ đã thành danh ở những quốc gia khác trước khi muốn phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới đều phải nhắc rất kỹ giữa Dortmund và câu lạc bộ đó. Cuối cùng, anh đã chọn Dortmund. Anh ta được đào tạo với sự chuyên nghiệp trong cách làm bóng đá của người Đức. Sau đó, anh ta trở thành ngôi sao được nhiều đội bóng kỳ vọng theo đuổi và Dortmund bán anh ta với số tiền cao khủng khiếp. Đó cũng là cách mà những Nuri Sahin, Shinji Kagawa, Ilkay Gundogan, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Jadon Sancho, gần nhất là Manuel Akanji và Erling Haaland đã vươn mình ra biển lớn, giới thiệu bản thân với cả thế giới và khẳng định mình đã chọn đúng nền văn minh để phát triển tài năng. Josko Gideon, cầu thủ sắp cập bến Man City, chính là người mà Pep rất ưa thích. Gideon sở hữu một cách tiếp cận toàn tâm, nhiệt huyết và chủ động trong phòng ngự, cũng như cầu thủ này thừa nhận kỹ thuật có thể tự tin đi bóng qua cả cầu thủ tấn công của đối phương. Gideon là một chân truyền xuất sắc, đủ linh hoạt để chơi ở vị trí hậu vệ, thoải mái khi cầm bóng và cũng có nhãn quan chiến thuật cùng khả năng ghi bàn ấn tượng như những pha lập công vào lưới của Manchester City. Champions League mùa trước và bàn thắng vào lưới Maroc tại World Cup 2022, theo mô tả của The Athletic, một trong những biệt danh của Guardiola là Little Pep, bởi vì cầu thủ này có rất nhiều điểm giống như Pep Guardiola. Đặc biệt nhất chính là cầu thủ này bắt đầu sự nghiệp của mình ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và huấn luyện viên của Man City được cho là đã có những cuộc nói chuyện với Guardiola về tương lai của cầu thủ này từ khá lâu rồi. Dù chưa rõ trung vệ người Croatia có thể thành công tại Etihad hay không, nhưng chắc chắn tiên phong của Pep trong việc khai thác môi trường Bundesliga nói riêng và bóng đá Đức nói chung một cách triệt để sẽ tạo tiền đề cho những huấn luyện viên mới noi theo. Mảnh đất màu mỡ này nếu bỏ qua thì thật sự lãng phí, quý vị nhé.